thì lúc mới bị tai nạn á, thì đúng là đầu óc tôi cũng bị choáng váng chút xíu, trí nhớ cũng hơi mơ hồ, nhưng mà mấy ngày sau là nó bớt hẳn rồi. Vậy tại sao bà không nói hết cho mọi người? Tại lúc đó ba thấy có nhiều người quan tâm ba quá nên ba muốn... Ông điên hả? Có ai mà thích định nhau không? Đúng rồi. Ông làm như vậy là không được, ông phải nghĩ với tụi tôi chứ. Không nghĩ với tụi tôi, ông phải nghĩ tới con Quỳnh chứ. Con Quỳnh mà nó biết chuyện này thì nó sẽ ra sao? Nó sẽ như thế nào đây? Ông cũng biết rồi đó. Lâu nay tôi quen sống cho người khác, chỉ chịu đựng một mình. Nay thấy mọi người quan tâm mình nên tôi mới... Mới gì? Bởi vì ngay từ đầu là tôi thấy ra không được rồi. Tự nhiên cái con Quỳnh con tôi nó mới lớn vậy. Rồi đây nè, ông Lâm nè, mọi người coi. Thấy không? Bây giờ nè, đây nè, bây giờ tôi kêu tôi không khựng, không biết kêu làm sao cho nó vừa. Anh này cũng không được, mà em cũng không được, mà chú bác thì cũng không được. Lớn tuổi rồi mà nó khập khiễng với con gái tôi này, nó bên trời bên vực vậy nè, sao được? Sợ rồi, sợ con Quỳnh nó về thì không biết cái suy nghĩ nó ăn nói sao đây. Cháu xin lỗi chú mà. Cháu đừng, trời ơi, ông ơi, ông nói mà không biết ngượng miệng nha. Cháu xin lỗi chú. Ông giờ ông kêu tôi bằng em chứ đừng kêu tôi bằng chú nghe. Còn chưa vừa nữa nè. Bây giờ ổn chưa, khỏe chưa, bình thường lại là phải không? Dạ. Thì đó, hả? Chắc không sao rồi chú ơi. Con nghĩ Quỳnh chắc không có gì đâu. Tại ông Lâm mà không bị bệnh nên chắc nó cũng mừng. Sao mà mừng được, nó không ngất xỉu là mai rồi đó. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Đồng 1.